Thế như vậy là chúng ta đã trao đổi về cái môi trường làm việc và bây giờ thì bắt đầu đi vào các cái công cụ cụ thể hơn. Công cụ Quick thì nó chỉ là đơn giản là chọn và thao tác thôi, chứ không phải là công cụ để tạo ra các đối tượng. Và bây giờ chúng ta sẽ làm việc để bắt đầu tạo ra các đối tượng đầu tiên ở trong Corel. Thì chúng ta sẽ làm quen với nhóm các công cụ hình học cơ bản đầu tiên của Corel, bao gồm có mấy công cụ như sau: công cụ tạo hình chữ nhật, công cụ tạo hình ellipse, công cụ tạo đa giác, vân vân. Thì chúng ta bắt tay vào làm quen với công cụ đầu tiên là công cụ rectangle, phím tắt của nó là F6, để tạo ra hình chữ nhật. Thì thao tác ở đây thì vô cùng đơn giản, có nghĩa là các bạn nhấp chuột vào điểm các bạn muốn, sau đó giữ chuột và kéo xiên, kéo chéo nó đi, kéo nhiều kéo ít, kéo cao kéo thấp, kéo rộng kéo hẹp, thì cuối cùng các bạn sẽ tạo ra được những hình chữ nhật đúng như cái khung đen đen mà các bạn đang thấy đây. Buông tay ra một cái là nó sẽ tạo ra một hình mới đúng như thế. Thế thao tác này thì vô cùng đơn giản rồi. Và lúc này thì các bạn sẽ thấy là quan sát ở trên thanh property, lúc này khi chúng ta đang chọn một đối tượng thì nó lại giới thiệu cho chúng ta những cái lệnh hoặc là những cái option liên quan tới cái đối tượng đang được chọn đó. Thì có mấy cái mà các bạn cần lưu ý như sau. Một là cái x và y ở đây là cái gì? X và y này là tọa độ của đối tượng. Mà tọa độ của đối tượng này nó tính theo cái điểm nào? Nó tính theo điểm tâm, cái tâm x ở giữa của đối tượng này. Các bạn nhìn thấy một cái mô hình ở đây. Đấy, một cái mô hình ở đầu cùng này. Và mô hình này thì nó gồm có các cái ô vuông ở góc ở giữa cạnh và một ô vuông ở tâm. Và cái ô nào đang được tô đen thì đấy chính là cái ô mà nó phụ trách cái tọa độ của đối tượng. Nếu các bạn không muốn cái ô đó, các bạn có thể bấm sang các ô khác. Ví dụ như lúc này thì tôi đang chuyển cái tọa độ gốc của đối tượng sang góc trên cùng bên trái. Đấy. Nếu thích sang bên phải thì tôi lại bấm sang bên này, thì nó sẽ chuyển cái tọa độ gốc của đối tượng sang phía đó và nó tính toán là tính toán theo cái tọa độ đó. Còn bình thường mặc nhiên thì nó sẽ là nằm giữa như thế này. Đấy. Và khi các bạn sẽ thấy rằng là tôi chuyển cái tọa độ này thì cái giá trị x và y này nó nhảy theo, nó thông báo lại cái tọa độ của đối tượng tính theo cái điểm đó. Đấy là một vấn đề. Vấn đề thứ hai là cái trường tiếp theo là object size. Object size này thì nó sẽ công bố cho chúng ta biết được là cái đối tượng vừa mới vẽ này nó có kích thước chiều ngang bao nhiêu và chiều cao bao nhiêu. Và ở phía sau thì các bạn lại thấy có một cái tham số nữa và nó đang điền ở đây là 100%. Có nghĩa là khi các bạn bắt tay vào vẽ một đối tượng nào đó, lúc đầu tiên mà các bạn buông chuột ra thì đấy được xác nhận rằng kích thước gốc là 100% của đối tượng. Và nếu như mà các bạn muốn thay đổi thì các bạn có hai phương pháp để thay đổi. Một là các bạn thay đổi bằng cách là bôi đen cái trường này và các bạn gõ cho tôi một cái con số khác vào đây, ví dụ 50 mm thôi chẳng hạn, thì nó sẽ thiết lập lại cái con số này cho đối tượng, đồng thời là co theo con số này và nó cũng thông báo lại cái chiều này bây giờ đang là bằng bao nhiêu phần trăm của đối tượng gốc ban đầu. Và đằng sau của các trường này thì chúng ta có một cái biểu tượng là hình cái khóa. Hình cái khóa này có thể khóa hoặc là mở. Bình thường thì nó sẽ mặc định là khóa, nhưng các bạn muốn thì các bạn có thể bấm vào đây để mở khóa ra. Và khi mở khóa thì nó làm cái việc gì? Mở khóa có nghĩa là nó không bắt chúng ta giữ nguyên tỷ lệ giữa hai chiều nữa. Đây ví dụ nha, tôi bấm lại vào đây, tôi cho cái này ra thành 300. Các bạn quan sát khi tôi điền vào chỉ có chiều rộng thôi đúng không? Nhưng khi tôi enter tôi xác nhận thao tác thì cả chiều cao cũng bị kéo lên theo. Có nghĩa là nếu như cái khóa này bị khóa thì các bạn chỉ việc là điều chỉnh một chiều, chiều kia sẽ tự động chiếu theo cái tham số tỷ lệ của hai chiều cao và rộng, nó sẽ tự động co lại hoặc là nới ra theo cái chiều mà chúng ta vừa chỉnh. Còn nếu như chúng ta tháo cái khóa này ra thì tôi chỉnh chiều nào nó chỉ tác động tới chiều đó thôi, chiều còn lại không bị ảnh hưởng. Tiếp nữa thì các bạn sẽ thấy gì? Đây là góc quay. Các bạn có thể thao tác trực tiếp ở trên này bằng cách là bấm thêm một lần nữa vào đây và các bạn quay cái đối tượng. Hoặc các bạn có thể nhập một con số vào đây và enter thì nó sẽ quay
đối tượng của chúng ta theo một cái con số rất là cụ thể, chính xác luôn. Ngoài ra chúng ta còn có thêm các cái hỗ trợ như sau: mirror horizontally và mirror vertically. Hai cái này là hai cái nút lệnh giúp chúng ta lật đối tượng. Còn nhớ lệnh lật mà chúng ta nói không ạ? Bấm vào một điểm điều khiển nào đó, nhấp giữ nó và kéo xuyên qua bên kia của đối tượng, buông tay ra thì chúng ta sẽ lật nó sang chiều bên kia, đúng không? Nhưng mà phân biệt một chút giữa cái lật này và lật bằng nút lệnh. Đây, tôi sẽ lấy một cái ví dụ cho các bạn nhìn cho nó rõ nhé. Tôi sẽ sử dụng hai cái ký tự, một cái là chữ A đi và một cái là chữ một cái là chữ B đi. Đây, các bạn quan sát tại sao lại A với B, tại vì tôi có hai chiều cần phải xử lý. Chúng ta quan sát nha. Bây giờ tôi sẽ kéo cái thước để tôi tạo ra cái đường gióng để tôi xác nhận vị trí tọa độ gốc của những cái đối tượng này. Này, để kéo cái thước thì tôi sẽ bấm vào đây, bấm vào cái thước ở phía trên màn hình này. Tôi sẽ kéo được một cái đường gióng đây. Muốn kéo bao nhiêu đường gióng cũng được, các bạn thì kéo đi, nhấp vào thước và kéo. Thước ngang sẽ cho đường gióng ngang, thước dọc sẽ cho đường gióng dọc. Còn nếu mà các bạn không thấy thước, các bạn hỏi lấy thước ở đâu ra, thì đây chúng ta sẽ lấy như thế này. Các bạn tìm vào view nhé. Đấy, tìm vào menu view và các bạn tìm xem cái chữ ruler này nó đã được đánh dấu tích V hay chưa. Nếu mà chưa có dấu tích V, các bạn bấm một cái vào đây và chữ ruler này thì nó sẽ gọi cái thước ra. Còn nếu mà đã tích V rồi mà chúng ta lại bấm vào một lần nữa thì nó sẽ dấu thước đi. Đấy, thế thì bây giờ tôi đã kéo được các cái thước vào đây và các bạn đã nhìn thấy cái vị trí gốc của chữ A và chữ B nó đứng thế nào rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta xem là cái thao tác mà chúng ta lật như thế nào nhé. Vừa nãy chúng ta lật bằng cách như thế nào nhỉ? Chọn đối tượng này, đúng không? Sau đó giữ Ctrl này và chúng ta sẽ bấm vào các điểm điều khiển này và chúng ta lật xuyên qua phía bên kia, buông tay ra thì chúng ta lật được đối tượng. Lúc này thì các bạn thấy cái chữ A của tôi có còn ở vị trí cũ không? Không còn, đúng không? Nó nhảy ra ngoài ô đó rồi. Bây giờ tôi Ctrl Z tôi trả nó về cái vị trí gốc ban đầu. Bây giờ tôi lại chọn chữ A và tôi sử dụng cái lệnh lật trái phải như thế này. Đây các bạn quan sát, à không, đây chữ B thì có lẽ là sẽ rõ hơn nhé. Đây chữ B lật này, Ctrl này, B này, thấy chưa, lật này, đúng không? Thế bây giờ nếu mà tôi lật theo chiều này thì sao? Bấm này, bấm này, thì các bạn thấy gì nhỉ? Có lật không? Có lật, đúng không? Nhưng nó không chạy ra khỏi cái vị trí ban đầu vì là nó lật là lật theo cái trục này này. Các bạn nhìn thấy cái dấu x này không ạ? Đấy, dấu x này chính là cái tâm của đối tượng và nó sẽ lật qua cái tâm này, trái phải là lật theo tâm này. Như vậy là nó không chạy ra khỏi vị trí gốc. Còn cái thao tác mà bằng tay của tôi ấy, thì nó sẽ làm sao nhỉ? Giữ Ctrl mà tôi lật như thế này thì nó lật qua một cạnh của đối tượng chứ không phải lật qua tâm. Đấy, thì các bạn lưu ý là có sự khác biệt giữa cái lật thủ công của chúng ta với lại cái lật bằng lệnh nhé. Thế còn trên dưới thì sao? Đây, các bạn quan sát trên dưới này. Đây là lật trên dưới này. Thì tôi lại chọn chữ A. Đó, này. Lật này, lật, lật, lật. Và chữ A của tôi nó cũng không chui ra khỏi cái vị trí tọa độ gốc ban đầu, đúng không? Nhưng nếu mà tôi lật bằng thủ công thì đây, Ctrl này, lật như thế này là nó lại theo một cạnh của chữ A và nó chạy ra phía ngoài cái vị trí gốc, đúng không? Thì đây là cái điểm khác biệt giữa cái thao tác lật bằng nút lệnh ở trên property với lại cái thao tác thủ công của chúng ta. Bây giờ chúng ta còn tìm hiểu về cái gì nữa nào?
vẽ đúng không? Đây, bây giờ chúng ta lại quay trở về cái thao tác vẽ. Vẽ cái gì? Vẽ hình chữ nhật đúng không? Đây, bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề này. Khi mà cái hình chữ nhật này của tôi nó được vẽ ra thì ngoài cái chuyện là lật ngang lật dọc như thế này thì bắt đầu chúng ta sẽ nói thêm tới cái thuộc tính đặc biệt của cái chính cái hình chữ nhật này. Hình nào mà do Corel vẽ ra mà bằng công cụ mà vẽ một cái bằng cách là kéo ra một cái thả chuột mà ra được hình ngay thì hình đấy được coi là dạng hình đặc biệt. Và hình đặc biệt thì thường là nó sẽ có thuộc tính riêng của nó. Tôi lấy ví dụ như là hình chữ nhật thì nó có thuộc tính đặc biệt cho bốn góc. Ở đây các bạn nhìn thấy là tôi có bốn cái ô này là đại diện cho bốn góc của hình chữ nhật. Và bằng cách là điền một tham số vào đây, tôi có thể biến đổi một cái góc nào đó của hình chữ nhật. Tôi lấy ví dụ, tôi cho cái này là 20 chẳng hạn. Enter, tôi có gì? Riêng cái góc trên bên trái này của hình chữ nhật nó về tròn vào. Tôi muốn cái này là 50 thì cái góc này của tôi nó sẽ về nhiều hơn. Góc này tôi muốn là 30, góc này tôi muốn là 100, ví dụ như thế. Thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi có thể xử lý riêng từng góc của hình chữ nhật. Nếu mà quan sát một chút thì các bạn lại thấy ở giữa bốn cái góc này nó lại có một cái khóa. Hiện tại cái khóa này đang mở, do đó thì tôi có thể điều chỉnh riêng từng góc một với các giá trị khác nhau. Nhưng nếu bây giờ tôi khóa cái góc này lại và tôi giả cái này về một cái tham số nào đó, ví dụ 25 chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy rằng là làm sao ạ? Đây, bây giờ giả hết về các giá trị gốc đã nhé. Bây giờ ví dụ tôi điền một cái này 30 này. Đấy. Khi khóa lại thì chỉ cần điền vào một góc thôi, các góc còn lại sẽ chạy theo cái giá trị chuẩn của góc mẫu đó. Và các bạn còn thấy có ba cái biến thể. Đây là biến thể là làm tròn cong ra ngoài đó, tròn lõm vào trong, và gì đấy, vát chéo. Thì chúng ta có thêm một số các thuộc tính đặc biệt đó dành cho cái hình chữ nhật. Cái hình chữ nhật thì đơn giản thế thôi. Bây giờ chúng ta còn có thêm một cái biến thể nữa như thế này. Lớp đằng sau của công cụ rectangle chuẩn này thì chúng ta còn có một công cụ nữa, nó gọi là công cụ tripoint rectangle, giúp chúng ta vẽ ra một hình chữ nhật với lại ba cái điểm góc, ba điểm như sau. Chọn công cụ, sau đó thì chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật bằng cách sau. Các bạn nhấp giữ chuột và các bạn kéo một đường, đường đấy có thể ngang, có thể đứng, có thể chéo, rất là thoải mái. Sau khi mà các bạn xác nhận cái đường này dài bao nhiêu rồi thì các bạn nhả chuột ra. Nhả chuột ra rồi chúng ta làm gì nữa? Chúng ta dê chuột đi thì sẽ tạo ra cái chiều thứ hai. Ưng ý rồi thì nhấp chuột để xác nhận. Thế thì công cụ này nó khác gì công cụ vừa nãy của chúng ta làm nhỉ? Nó cho phép chúng ta vẽ một hình chữ nhật mà không phải lúc nào thẳng ngang, mà giúp chúng ta vẽ một hình chữ nhật có thể xuất phát với một góc chéo. Điều này rất quan trọng vì sao? Trong cái quá trình mà làm việc thì có những cái đối tượng mà chúng ta đã xoay nó theo chiều chéo. Bây giờ tôi muốn ghép một đối tượng mới nữa vào cũng chéo góc theo cái đó. Thì nếu như mà làm cách thông thường ấy, đây chúng ta quan sát cái cách làm cũ nhé, cách làm thông thường cũ như thế này. Ví dụ đầu tiên tôi vẽ ra một hình chữ nhật. Hình chữ nhật này tôi quay lên một góc rồi đó. Sau đó tôi lại muốn ghép thêm một hình nữa vào với góc này thì tôi lại phải vẽ ra một hình chữ nhật nó cũng nằm ngang, sau đó tôi lại phải quay làm sao cho nó cũng song song, rồi tôi mới tìm cách tôi ghép vào. Nó mất rất nhiều thao tác. Thế nhưng với cái công cụ mà vẽ theo hình chéo này, tôi chỉ cần có được cái góc chéo mẫu của cái hình này thôi đúng không? Thì tôi chỉ cần là kéo một đường song song thế này, sau đó thì tôi
tôi kéo tiếp là nó chéo luôn theo. Thì đấy chính là cái lợi thế của cái công cụ mà tripod này. Vẽ thẳng đứng cũng được, vẽ nằm ngang cũng được, vẽ chéo cũng được. Nó tùy biến tốt hơn từ góc cho cái hình của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta giới thiệu về công cụ thứ hai. Công cụ thứ hai là công cụ Ellipse. Phím tắt của nó là F7. Ellipse thì đương nhiên là vẽ ra hình ellipse rồi. Và cách vẽ cũng rất giống như là vẽ hình nhật, có nghĩa là các bạn nhấp chuột và các bạn kéo, quan sát cái hình đã được tạo ra cao thấp, dày mỏng, to nhỏ thế nào. Các bạn nhìn cho tới khi nào các bạn cảm thấy ưng ý thì thôi, các bạn buông chuột ra thì các bạn sẽ có hình ellipse. Ở đây thì biến thể của nó có mấy thứ như thế này. Ngoài những cái đoạn mà rất giống như là hình chữ nhật vừa nãy tôi nói, thì bắt đầu cái thuộc tính riêng của nó ở đây. Các bạn có 3 trạng thái dành cho hình ellipse này. Một là hình ellipse gốc thì nó sẽ là một hình đầy đủ. Thứ hai là trạng thái pie. Khi tôi bấm vào đây thì cái hình ellipse đang được chọn nó sẽ trở thành một cái hình khuyết như thế này, giống như là một cái bánh đang bị cắt khuyết đi một phần. Và trường hợp thứ ba là trường hợp arc. Lúc này thì nó không phải là một hình kín nữa mà nó sẽ là một cái cung, một cái dây tròn như thế này. Nhưng mà đây là đoạn này hở, không có bề mặt. Đó. Đây là gì đấy? Kín. Còn đây là hở. Và các bạn nhìn thấy ở đây nó có hai cái trường là để điều khiển cái điểm đầu và điểm cuối của cái đối tượng dạng pie hoặc là arc này. Khi mà tôi bấm vào đây, tôi thay đổi cái tham số đi thì cái điểm điều khiển này nó sẽ dịch. Đầu này cũng thế. Và pie cũng thế, arc cũng thế, tôi đều có thể là di dịch cái điểm này. Thế và ở đằng sau này thì chúng ta sẽ có thêm một cái tùy chọn nữa giúp chúng ta chọn cái phần mà bị cắt mất hay phần khuyết. Đây. Đây là phần to nhé. Ví dụ đây là phần to, tôi muốn lấy cái phần nhỏ thì tôi bấm vào đây. Nó sẽ đảo ngược lại cho tôi cái phần bị cắt khuyết đi. Thế công cụ này nó cũng có cái tripod ellipse. Nó cũng giúp cho chúng ta là vẽ cái hình ellipse theo cái cách cũng rất là đặc biệt. Một hình ellipse thì nó dựa trên cái giá trị gì nhỉ? Vừa nãy là chúng ta nói về hình chữ nhật, đúng không? Hình chữ nhật thì gồm có hai chiều là dài bao nhiêu và cao bao nhiêu, đúng không? Thì tôi kéo một cái như này là tôi xác nhận được là chiều dài, đúng không? Sau khi xác nhận xong chiều dài rồi, tôi nhả chuột ra là tôi xác nhận xong một chiều, và lúc này tôi kéo xuống để tôi xác nhận nốt chiều cao. Cao đủ rồi thì kích chuột một cái thì coi như xác nhận vẽ xong. Đấy là hình chữ nhật. Thế còn hình ellipse thì sao? Hình ellipse thì nó sẽ có hai đường kính, một đường kính gì đây? Lớn và một đường kính nhỏ, đúng không? Thì bây giờ tôi kéo một đường như thế này là tôi xác nhận xong một gì đấy? Một đường kính. Và bây giờ tôi nhả chuột ra, lúc này tôi kéo như thế này thì nó sẽ xác nhận nốt cái chiều còn lại. Đấy. Cao thấp, thấp bao nhiêu, cao bao nhiêu thì do tay chúng ta kéo. Quan sát cảm thấy đủ rồi thì nhấp chuột một cái là chúng ta sẽ dừng ở đây. Và chính nó cũng lợi thế tại vì là sao đấy? Tôi có thể vẽ ra ngay một cái hình ellipse có cái chiều chéo như thế này luôn. Đây là cái công cụ độc quyền hay là hiện tại mới chỉ có thằng Corel có thôi. Illustrator không có công cụ này. Vừa nãy chúng ta có nói về cái công cụ vẽ hình chữ nhật, thì từ các phiên bản rất 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 thấp thì Corel nó đã xác nhận là vẽ hình chữ nhật và những cái thuộc tính là bo ca khóc này là Corel là có rồi. Nhưng mà Illustrator thì không có cái này. Illustrator phải mãi tận tới phiên bản mới nhất ở đây, tức là phiên bản Illustrator CC, lúc đó nó mới bổ sung cái thuộc tính để mà co kéo để làm cái góc tròn tròn vào giống như Corel này. Đấy. Còn Corel thì nó đã chạy những này từ lâu lâu lắm rồi. Tiếp nữa, chúng ta sẽ ở đây, chúng ta phải nói thêm một cái thuộc tính như thế này nữa. Đó là khi mà các bạn vẽ một cái hình chữ nhật hoặc là một hình ellipse mà các bạn lại bấm kèm theo cái phím Control, thì lúc này chúng ta sẽ có những trường hợp đặc biệt của các cái hình đó. Đó là
hình chữ nhật mà các cạnh lại bằng nhau. Đó, đấy là hình vuông. Mà nếu như mà chúng ta có vẽ cái hình elip này chẳng hạn, cũng giữ control đó, thì chúng ta cũng sẽ có là một hình elip đặc biệt là các đường kính nó bằng nhau, tức là hình tròn. Đấy thì tôi bổ sung thêm cái này. Thế bây giờ từ đây chúng ta thử nghiệm lại, nhắc lại một chút nhé, ôm lại một chút cái này. Ví dụ vẽ một hình elip mà bây giờ tôi muốn vẽ cho nó thành hình tròn, thì tôi sẽ giữ phím control thì nó sẽ tròn này. Nếu như tôi transform thì tôi sẽ giữ shift kéo một bên thì bên kia sẽ thay đổi theo. Được chưa? Một đối tượng được chọn rồi mà chọn thêm một lần nữa thì sẽ xuất hiện tâm quay. Tâm quay là một thứ có thể đổi được vị trí và không nhất thiết là phải nằm trong đối tượng, có thể nằm ngoài đối tượng. Được chưa? Khi chúng ta thay đổi tâm quay thì đối tượng của chúng ta sẽ quay theo cái tâm mới. Bấm vào góc như thế này và quay thì đối tượng của chúng ta sẽ quay. Trong lúc quay mà nhấn giữ phím control thì mỗi một lần kéo xoay như thế này nó sẽ nhảy theo bước 15 độ. Quay thì có phải là dịch không ạ? Cũng là dịch đối tượng ra khỏi vị trí gốc đúng không? Và nếu vừa dịch đối tượng mà vừa bấm chuột phải thì nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ nhân bản đúng không? Bây giờ tôi lại nói thêm một thao tác nữa là lệnh nhắc lại. Lệnh nhắc lại là lệnh control R hay là lệnh repeat. Lệnh này thì thao tác trước đấy chúng ta làm cái gì thì nó sẽ lặp lại y xì như thế nếu như mà chúng ta nhấn control R. Ví dụ đây, control R nó sẽ lặp lại cái thao tác là vừa chuyển đối tượng đi một góc, vừa làm sao đây ạ, vừa nhân bản ra bản mới. Đó. Bây giờ nếu như mà tôi chọn tất cả thì tôi sẽ có hai phương pháp, một là Ctrl A, hai là nhấp đúp vào công cụ Quick này thì nó sẽ chọn hết đúng không? Và bây giờ tôi nhấp lệnh group thì tôi sẽ khóa hết chúng nó lại vào với nhau. Bây giờ ví dụ tô màu, đây tôi đổi sang màu xanh, tôi đổi sang màu vàng, thằng này group lại với thằng này, nhóm này lại group tiếp với thằng vàng. Như vậy là chúng ta vừa mới ôn lại một vài cái kiến thức. Thế nhưng bây giờ thì chúng ta lại nói tới một khái niệm thêm một chút nữa như thế này nhé. Đó là một đối tượng là một group như thế này, chẳng hạn như một bông hoa. Bây giờ tôi muốn đổi màu cho nó, mặc nhiên là chúng ta sẽ phải tháo ra khỏi cái group như này. Tại vì nếu như tôi muốn chọn cái bông hoa vàng này, tôi muốn nó thành tím chẳng hạn, bấm chọn là tôi chọn tất cả đúng không? Và nếu tôi bấm vào màu tím này thì tôi sẽ tô tím cho tất cả cái đám này, đúng chưa ạ? Thế nếu mà bây giờ tôi muốn tô tím thì tôi phải làm sao? Chọn này, ăn group này, tháo nó ra cho tới khi nào tôi chọn được cái bông này và tôi tô màu tím cho nó. Đấy là cái thao tác mà chúng ta cần. Và sau đó thì muốn mà lại làm như cũ thì tôi lại phải nhấn Alt, tôi chọn hết cái này và tôi lại group lại để cho nó thành một nhóm. Như thế là mỗi một lúc mà tôi muốn chỉnh sửa một đối tượng nào đó nằm ở trong một cái nhóm thì tôi lại buộc lòng là phải làm sao? Tháo dỡ nó ra. Nhưng mà tháo dỡ thế này thì nó sẽ có rất là nhiều thứ phiền toái. Một là đã tháo ra rồi thì thường là phải group lại. Thứ hai nữa là đôi khi là có rất nhiều thứ mà group nhiều lần, tôi phải tháo đến mấy lần tôi mới tháo được nó ra, thì mất nhiều công tháo. Thêm một cái tầng nữa là đôi lúc nếu như mà tôi tháo rời rã tất cả mọi thứ ra rồi thì đến lúc mà gom trở lại cực kỳ khó. Hoặc là tôi có thể là gom nhầm sang cánh hoa của thằng khác, hoặc là tôi có thể gom thiếu cánh hoa của một bông hoa nào đó. Thế bây giờ tôi mong muốn rằng là có một phương pháp nào đó mà tôi không phải tháo dỡ ra mà tôi vẫn chỉnh được màu cho các cái đối tượng mà tôi cần chẳng hạn. Lấy ví dụ như là bây giờ chúng ta xem cái bông hoa xanh này chẳng hạn. Bây giờ tôi không muốn tháo nó ra, nên tôi vẫn muốn là chỉnh được màu cho nó, mà chỉnh ở một mức độ phức tạp hơn một tí, có nghĩa là không phải chỉnh toàn bộ màu bông hoa mà là mỗi một cánh này nó sẽ có một màu đậm nhạt
xen kẽ nhau. Tôi lấy ví dụ như thế. Thế bấm vào đây thì rõ ràng chúng ta đang chọn cả gì đây nhỉ? Đang chọn cả nhóm ba bông hoa đúng không? Ở đây một mức thấp hơn nhé, là tôi muốn là thay đổi màu của bông hoa xanh này mà tôi không phải ăn group ra. Thì tôi sẽ làm như thế nào? Để mà can thiệp vào một đối tượng đang group mà không cần phải tháo ra, chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn giữ phím Control và các bạn kích vào cái đối tượng mà các bạn cần lấy. Thì nó sẽ giúp chúng ta làm sao đây? Truy sâu ở trong cái group đó mà không phải tháo ra. Đây, tôi truy vào là truy vào cấp độ nào? Tôi truy vào cấp độ bỏ qua cái group sau cùng là cái bông tím này, thì tôi truy vào được cái tổ hợp của bông xanh và đỏ. Đấy. Nếu bây giờ tôi vẫn giữ Control, tôi kích tiếp một lần nữa vào bông xanh, thì lúc này tôi tách dương được bông xanh ra. Bây giờ có group không? Vẫn nhé. Đây này, tại vì tôi bấm ra ngoài, bây giờ tôi bấm trả lại thì các bạn thấy là nó vẫn chọn cả ba bông. Đấy, nhưng mà với cái thao tác giữ Control và bấm vào một đối tượng, thì tôi sẽ lần lượt tôi truy sâu vào từng cấp của group đó mà cho phép chọn riêng. Đây, chọn này, lúc này tôi tách được riêng bông này. Ví dụ tôi muốn làm màu sẫm, ok, tô sẫm mà không ảnh hưởng gì đến cái bông này đó. Nhưng bây giờ như cái bài toán vừa rồi mà tôi muốn nói với các bạn là muốn từng cánh hoa một nó cứ cách nhau cái đậm cái nhạt chẳng hạn, thì bây giờ tôi muốn cánh nào đậm thì tôi lại làm sao đây, giữ Control kích tiếp vào cái cánh đó, thì ví dụ tôi tô được cái này đó. Và nếu như các bạn giữ Shift thì các bạn có thể làm sao đây, chọn được nhiều cánh cách nhau như thế này. Lúc này tôi tô một lần ví dụ như thế, thì tôi có thể là không cần phải tháo ra mà tôi vẫn làm sao đây, tô được như thế. Đây, tôi bấm ra ngoài nhá, bấm lại một lần nữa vào đây thì các bạn nhìn thấy đây vẫn là một group mà tôi không phải tháo dỡ nó ra. Tại vì tháo dỡ ra là một vấn đề rất dễ, nhưng gom lại là một vấn đề cực kỳ đau đầu. Đây mới chỉ có ba bông hoa thôi, nhưng nếu mà ở dưới nó còn có các nền khác, có những đối tượng khác nằm bên cạnh nữa, thì cái việc chọn lại là rất vất vả. Do đó thì muốn truy cập vào một group mà không phải tháo ra thì chúng ta cứ giữ phím Control và kích vào cái đối tượng chúng ta cần làm. Đấy, một lần mà chưa đến cấp độ của nó thì giữ Control tiếp tục kích cho tới khi nào mà chọn được riêng nó ra thôi. Thì lúc đấy chúng ta có quyền là vào thay đổi thuộc tính. Ví dụ tô màu sắc chẳng hạn, khi nào làm xong bấm ra ngoài xong, chúng ta sẽ không cần phải tháo ra nữa. Như vậy là với cái cách như thế này thì chúng ta ôm lại được vài thứ đúng không? Vẽ một hình ellipse các bạn nào, vẽ ellipse thành hình tròn như thế nào, kéo một cạnh thì nó sẽ thay đổi cạnh đối diện như thế nào, làm sao để hiện ra được cái tâm quay, di dịch tâm quay ra vị trí khác như thế nào, quay một đối tượng như thế nào, vừa quay vừa nhân bản đối tượng thế nào, nhắc lại đối tượng như thế nào, group như thế nào đúng không, nhân bản và group chúng nó như thế nào. Và bây giờ chúng ta thêm một khái niệm nữa là điều chỉnh, lựa chọn một đối tượng trong group mà không phải tháo nó ra thì chúng ta làm như thế nào. Đấy, thì bây giờ các bạn thử nghiệm luôn lại cái ví dụ rồi giúp tôi mình sao nhập xong rồi.